Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái bánh mì hoa cúc là brioche bread. Mình làm cái bánh này, cái công thức không có giống ai. Bánh mì hoa cúc á, người ta thường làm căn bản là từ sữa, kem, rồi bột, cũng là bột sữa. Nhưng mà hôm nay mình làm hoàn toàn không có xài sữa. Mình chỉ xài nước cốt dừa. Đầu tiên là mình đập hai cái trứng ra, rồi mình lấy đi một cái lòng đỏ để mà lát mình quét mặt. Trên màn hình là bạn nhìn thấy công thức là gấp đôi, nhưng mà mình xài có một nửa thôi nha. Cho nên nhìn theo cái con số của mình, hai cái trứng mình lấy ra một lòng đỏ, rồi mình cho vô 20g đường với lại 40g nước dừa. Mình trộn xong rồi á, thì mình cho vô nửa muỗng cà phê, tức là 2g mang nở. Xong bên bột á, thì mình 175g bột mì 12.7, cho vô 1/4 muỗng muối. Xong rồi mình trộn bột chung vô với lại cái phần mà nước trứng đó. Nếu mà bạn xài máy đánh á, thì phải làm số lượng nhiều. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm bằng tay. Đây là cái mình làm được vừa rồi xong rồi. Mình thấy mình làm thử bằng tay có đẹp hay không, để mình chia sẻ với các bạn. Nếu nhà mà bạn nào mà không có cái máy đánh hoặc là không có cái lò lớn để nướng á, thì mình phải xài đánh bằng tay, rồi còn nướng cái lò nhỏ mà bánh vẫn đẹp, vẫn ngon. Nếu mà bạn đánh với máy á, thì mình đánh cho đến khi nào mà mình thấy cái bột nó mịn rồi thì mình cho bơ vô sau cùng. Mình đánh cho đến khi nào mà kéo màng, thực ra là cũng không kéo màng, không cần thiết lắm. Đó, bạn thấy mình vò bằng tay á, thì đụng đâu nó rách đó mà cũng ok, mình làm bánh ra vẫn đẹp. Chủ yếu á, là nhiệt độ trong nhà mình, đây là mùa đông, thành ra nó lạnh. Mình cũng không có cần thiết là sợ chảy bơ để bỏ vô tủ lạnh. Mình đánh ở cái nhiệt độ 70 độ hả, là 70 độ F thì cỡ 21 độ C. Sau khi mà mình đánh xong đó, thì bạn có thể bỏ ra bàn, mình nhồi tay lại, hoặc là bạn đánh không ở trong cái thau cũng được. Rồi mình cho vô tí dầu, mình bọc lại, mình để trong tủ lạnh. Mình để trong tủ lạnh này á, bạn thấy nó cũng không có nở lắm, thấy không? 170 gram mà nó ra chừng đỏ đó, nó không có nở lắm. Mình để qua đêm 12 tới 14 tiếng đồng hồ. Tại vì mình xài ít mang, mình chủ yếu nở này là để lâu thôi, bánh sẽ ngon và sẽ đẹp. Mình chia ra làm 3. Mỗi cái phần đó thì khoảng từ 120 tới 125 gram. Mình sẽ cán mỗi cái phần ra hình chữ nhật. Rồi mình sẽ cuộn lại. Cái khó là làm thế nào cho cái sợi của mình nó đều. Thì bạn thắt biếm ra, biếm sẽ nở đều, bánh nhìn mới đẹp. Nếu mà bạn làm cái dây này nó không đều, bạn cán chỗ dày, chỗ mỏng, hoặc là chỗ khô, chỗ ướt như thế nào thì ra cái sợi dây không đẹp. Nó quan trọng là cái chỗ mình cán ra cái sợi dây này thôi. Nếu mà mình làm, hay là mình làm mùa lạnh, chứ nếu mà mùa hè khi mà bạn lấy ra tủ lạnh thì nó còn lạnh phải không? Nhưng mà mình làm lâu quá thì nó sẽ bị mềm, chảy bơ ra thì mình phải bỏ vô tủ lạnh lại. Nhưng mà mình làm mùa đông, thành ra mình làm từ đầu đến đuôi, mình không cần thiết để bỏ vô tủ lạnh. Bạn thấy tay mình cũng không có chảy mỡ ra đó, nó mà bơ nó cũng nằm im ở trong bột. Khi mà mình biếm cái mí lại xong đó, thì mình lật cái bề mí nó nằm ở phía dưới. Mình làm ra thì chiều dài nó cỡ 28-30 cm, là vừa với cái khung 9 inch. 9 inch sẽ là nó ra là khoảng 23 cm á, thì mình làm cái bím này cỡ 28 tới 30 cm.
Khi mình thắt bím bạn làm thế nào? Mình thắt từ giữa, mình để chéo ở giữa trước, mình thắt như bím tóc mình á, con tích ba ba mũi, khoảng chừng 4 tới 5 cái lần thắt cái vậy là vừa trong cái khung. Mình để đó, mình qua bên kia, nếu mà bạn có cái bàn xoay thì để bàn xoay, còn không thôi mình sắp xếp chỗ nào để mình làm được hai đầu á, mình qua bên này. Bên này thì mình để nó ở phía dưới, cái sợi nó đi xuống phía dưới như vậy. Bạn nhớ là thắt cho nó đều, nếu mà gặp cái trường hợp mà mình bị trở ngại gì đó excuse me, nếu mà nó không có đều á thì bạn cứ tháo ra làm lại không có sao hết, mình làm lại mình cán lại nó không có sao, tại vì còn nếu mà mình rờ lâu quá chảy bơ ra thì mình cho nó vô tủ lạnh cho bơ nó hơi cứng lại á. Rồi bạn thấy 1 2 3 4 5 xong rồi. Đây là một cái sai của mình là mình thoa cái khung bằng dầu ăn. Dầu ăn á, thì nó chảy xuống đáy chứ còn chung quanh á, nó không có bám được nhiều, cho nên khi mình lấy bánh ra rất là khó. Mình lấy bánh ra lần lần trước á, mình quét bơ mình lấy ra mình ụp cái bụp nó rớt ra, còn lần này mình lấy mình rất là khó luôn. Thành ra mình khuyên các bạn nên dùng bơ mình trét chung quanh á, nó giữ nguyên ở trên cái thành luôn. Rồi bây giờ thì mình sau khi mình thắt bím xong mình bỏ vô khuôn rồi á, thì mình cái lòng đỏ hai trứng á, thì mình lấy ra một trứng mình để đó. Bây giờ mình đổ vô 1 muỗng rưỡi cà phê nước dừa. Nước dừa này cũng không phải là cái nước dừa đặc nha, nước dừa này mình mua ở Costco cho nên nó lỏng lắm. Thành ra các bạn có thể mua cái lon mà nước cốt dừa họ bán đặc á, thì mình pha thêm nước lạnh. Thực ra mình xài có 40 ml cho cái công thức này. Một cái bánh này 40 ml thì cũng khoảng chừng 3, chưa tới 3 muỗng canh á. Mình quét lên, nên quét nhẹ nhẹ thôi. Đừng có cho rách cái, nếu mà rách cái bề ngoài của cái sợi bím á, thì nướng nó xấu. Nếu mà bị rách á, là bạn có thể làm lại nha. Đó, bạn có thể mình hạt các loại hạt mình mua nguyên hạt đủ thứ hạt, hoặc là này mình thích cái hạt này là hạt bí nó có màu xanh cho nó nổi, còn bạn muốn hạt gì mình bỏ, không nhất thiết là phải theo cái người ta làm sao mình bắt chước y chang vậy. Nấu ăn bạn có thể sáng tạo, bạn có thể thích cái gì bỏ mà đạt theo cái yêu cầu của chính bản thân mình thích. Mình bỏ vô là cái vỏ cam á, để cho nó thơm. Trong công thức á, thì mình cũng có bỏ bột vani vô. Nếu mà các bạn mà xài nhiều yeast á, men nổi á, nếu mà mình không có bỏ mùi thơm vô thì khi mình ăn bánh còn nghe cái mùi mùi yeast. Nhiệt độ là 340 độ F, tức là 170 độ C. Độ C á, mình bật lò lên trước. Mình ủ bánh này là với nhiệt độ phòng mình là 70 độ F, tương đương với cỡ 21 độ C, thì khoảng là 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ thì nó nở lên cỡ 70-80%. Mình nướng, bạn thấy cái lò nhỏ xíu như vậy đó. Thì mình nướng nó 12 phút. Bake 12 phút. Sau 12 phút á thì mình lấy miếng giấy, mình đậy nó lên mặt. Bạn có thể đậy bằng giấy parchment hay là bằng giấy aluminium gì cũng được, tùy. Mình nướng thêm 12 phút cũng cùng nhiệt độ đó, 340 độ F, tức là 170 độ C, cho tới khi nào bạn thấy nó vàng. Đây là vừa chín trong ngoài luôn á. Bạn thấy nó bung bím ra. Đơn giản như đang giỡn vậy thôi, không có cái gì là khó khăn. Bạn thấy bánh nó bung ra. 170 gram bột á, thì vô đây nó vừa với cái khuôn 9 inch là 23 cm này. Mình để nguội cỡ 5 phút á mình mới lấy ra, nhưng mà mình gặp trở ngại khi mình lấy mình rị hoài nó không ra. Lần trước á mình ụp nó xuống là nó ra liền. Lần này mình phải lấy cây mình khơi, lấy cây khơi chung quanh á, mình làm rách ra một bên, còn mình chừa một bên để mình chụp hình. Mình móc rớt đồ ra hết trơn luôn.
Thành ra mình khuyên các bạn là nên xài bơ để mình quẹt vô. Rồi công thức mình ghi lại cho các bạn nào mà không có bị sót cái phần nào thì đây là công thức tổng quát hết luôn. Đây là cái bánh mình làm trước khi mình, cái này là xài đánh máy nè. Và mình nướng bằng lò lớn mà bạn thấy nó đâu có nở bằng đâu. Cái này là bánh làm bằng tay, nướng lò nhỏ, nó bung bím ăn thua. Quan trọng là cái chỗ mình đừng có để nở quá, cái thứ nhất. Cái thứ hai đừng có để bơ nó lạnh, nó nóng chảy ra. Mình để lạnh nó phát triển chậm, men nó nổi từ từ, thì cái bánh mình khi mình nướng nó bung lên ở trong lò, bung cao luôn, bung vượt qua khỏi cái khung này luôn. Còn cái bánh cũng là 300 tới 360 tới 370 trọng lượng tổng quát. Sau khi mình trộn xong cái bột á, mình chia làm 3 bím, mỗi bím cỡ 120 122 gram mỗi sợi dây như vậy. Nhưng mà cái lần mình nướng trước cái lò lớn á, thì cái bánh nó không có nở bằng cái lần sau. Chỉ khác công thức thì y chang nhau, chỉ khác là cái lần sau á thì mình đánh bằng tay nướng lò nhỏ, mà mình để cái khi mà mình nướng mình để cỡ 70-80%, khi đừng có cho nó nở quá. Rồi mình đem vô mình nướng thì nó sẽ bung cao hơn. Và bơ là nhớ là luôn luôn để cho nó lạnh, đừng để nóng chảy ra. Chỉ có đơn giản vậy thôi, bạn sẽ có cái bánh vừa ý, không cần tới sữa mà bạn có cái bánh rất là đẹp và ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.